Giới thiệu viên uống nữ vương niêu giúp chị em tránh xa viêm âm đạo kéo dài, mãn tính hoặc tái đi tái lại nhiều lần. Trạng khí hư, huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi, màu sắc tính chất bất thường và bị kéo dài hoặc hay tái phát. Sau khi dùng nữ vương niêu được khoảng nửa tháng, tôi thấy vùng kính của mình đã khô thoáng, tránh xa tình trạng ngứa rát. Dùng một liệu trình thì chia tay được bệnh viêm âm đạo dai dẳng. Nữ vương niêu rất hiệu quả, đã giúp tôi tránh xa tình trạng viêm âm đạo kéo dài, khí hư huyết trắng ra nhiều, có màu có mùi hôi. Rất nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm phần phụ. Bị các trường hợp như khí hư huyết trắng ra bất thường, đến mua thuốc đặc âm đạo và thuốc uống. Đáng ngại là hầu như tháng nào họ cũng quay lại để mua thuốc, bởi khi đặt thuốc, bệnh chỉ thuyên giảm và tái phát ngay sau đó. Nhiều người đặt thuốc như là một quy luật và trở thành khách hàng quen của chúng tôi. Tôi đã bán nữ vương niêu cho rất nhiều người trong số họ. Điều đáng mừng là nhờ uống nữ vương niêu, chị em đã tránh phải mua thuốc đặc hàng tháng nữa. Họ khen sản phẩm này tốt thật. Nhờ nữ vương niêu, chị em tránh bị các tình trạng khí hư huyết trắng ra bất thường, tránh các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm phần phụ đeo bám dai dẳng. Khi kết hợp cả bộ viên uống nữ vương niêu và xe vệ sinh phụ nữ nữ vương cho thấy hiệu quả cao hơn. Theo đánh giá của tôi, nữ vương niêu cho hiệu quả tốt như vậy là nhờ những ưu điểm nổi bật. Chứa các thành phần hoàn toàn từ tự nhiên, nữ vương niêu đã được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh tác dụng hiệu quả đối với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt tốt cho những trường hợp kéo dài mãn tính hoặc hay tái phát. Nhiều khách hàng sử dụng nữ vương niêu đã rất hài lòng và giới thiệu cho nhiều khách khác tới mua tại nhà thuốc của chúng tôi. Trên đơn thuốc, các bác sĩ sản khoa hàng đầu cũng hay tư vấn sử dụng kết hợp giữa nữ vương niêu và nữ vương gel. Nhiều chị em hiểu lầm là chỉ cần sử dụng vài hộp. Tuy nhiên, theo tôi thấy, nữ vương niêu cho hiệu quả cao nhất với liều tấn công 9 viên mỗi ngày, đồng thời duy trì sử dụng từ 3 tới 6 tháng. Nữ vương niêu với Immun Gamma và các thảo dược hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh và trinh nữ hoàng cung. Dùng tốt cho các bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ như viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm phần phụ, viêm đường tiết niệu, bị huyết trắng ra bất thường. Đặc biệt tốt khi bệnh đã bị kéo dài, mãn tính hoặc tái phát nhiều lần. Các triệu chứng giảm nhiều chỉ sau vài tuần sử dụng. Nhờ các tác dụng giúp cân bằng pH vùng kín, giúp tăng khả năng chống viêm, hỗ trợ làm lành các tổn thương do viêm, do lộ tuyến và diệt tuyến, giúp cổ tử cung tái tạo và trở nên nhẵn mịn sau vài tuần sử dụng, giúp kiểm soát tiết dịch âm đạo để vùng kín luôn khô thoáng, giúp tăng cường sức đề kháng, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa, giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Nữ vương niêu đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng tốt cho phụ nữ có các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ, bị huyết trắng ra bất thường. Đặc biệt hiệu quả khi bệnh đã bị mãn tính, kéo dài hoặc bị tái đi tái lại nhiều lần. Nữ vương niêu hỗ trợ điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung và tránh phải diệt tuyến. Dùng nữ vương niêu kết hợp vệ sinh vùng kín bằng nữ vương gel để đạt hiệu quả cao hơn. Nữ vương niêu hỗ trợ điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung, tránh phải diệt tuyến và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, viêm âm đạo, viêm phần phụ, khí hư huyết trắng ra bất thường, đặc biệt khi bị kéo dài, mãn tính hay tái phát. Nữ vương niêu đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng. Hãy gọi 1900-1259 trong giờ hành chính hoặc 0896-509-509 để được tư vấn. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.